Hôm nay là giải vô địch Muay Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 tổ chức tại công viên Văn Lang của quận 5, và Nhất cũng dẫn binh đoàn của câu lạc bộ của mình sẽ tham gia thi đấu. Trên tinh thần là mình sẽ học hỏi và quyết tâm hết sức mình, cho nên là chúc cho tất cả các võ sĩ của No.1 sẽ thi đấu nhiệt tình, trung thực và sẽ hết khả năng của các bạn. Ok. Mời đến thành phố Kỳ Khôi. gồm 17 hàng cân 60 nam, góc đài đỏ Trần Hoàng Quân Tân Bình, góc đài xanh Lê Nguyên Phúc quận 10. Đội trọng tài làm nhiệm vụ trận 17 trọng tài đài Phi Cường, giám định 1 Việt Khôi, giám định 2 Hoài Phương, giám định 3 Kim Loan, giám định 4 Hoàng Nguyên, giám định 5 Văn Tượng. Trận đấu võ sĩ góc đài đỏ đơn vị quận nhất thắng RSC. Mời giám định 1 Việt Khôi. Đó.